Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thế Nhật Phim trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào chương trình The Jimmy Show tuần này. Vị khách mời tiếp theo sẽ xuất hiện trong show này là một người nữ minh tinh màn bạc, một danh ca mà chúng ta đã yêu mến cô từ trước năm 75 cho tới qua hải ngoại chúng ta vẫn yêu mến. Kính thưa quý vị, đó là nữ danh ca Thành Lan. Xin chào cô. Dạ, chào Jimmy và xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay gặp lại cô thì con rất là vui, là bởi vì ái mộ giọng hát của cô ngay từ những ngày còn rất là bé. Và trước khi mà cái show này được diễn ra thì cô có gửi cho con một vài tấm hình để làm tài liệu đó. Thì con có bắt gặp được cái tấm hình cô chụp cùng với mẹ của cô khi mà cô còn bé. Dạ. Rất là dễ thương. Xin cho cô chia sẻ thêm về cái khoảng tuổi ấu thơ của cô. Dạ. Đẹp như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của Jimmy thì tấm hình đó là tấm hình mà Thanh Lan thương nhất trong đời. Tại vì hồi xưa lúc mà sanh ra thì Thanh Lan được mẹ sinh ra tại thành phố Vinh ở miền Trung, mà lúc đó thì đang loạn lạc, nhà cửa thì sập hết rồi, nên là hồi nhỏ thì không có cái hình nào với mẹ hết trơn. Tới khi mà chạy ra được tới Hà Nội đó thì cái hình đó là được mẹ dẫn vào trong tiệm chụp hình để chụp. Mà hồi thời đó, thưa quý vị, làm gì có hình màu, hình đen trắng thôi. Nhưng mà sau đó thì ông thợ ông đã khéo léo tô thêm màu vào, không biết là bằng cách nào. Nên là đó là một trong những cái tấm hình rất hiếm mà Thanh Lan được ngồi trong lòng mẹ lúc còn nhỏ. Rất là kỷ niệm cô. Dạ. Ha. Yeah. Và nếu mà nói về cuộc đời của cô thì phải cần phải có một cuốn DVD mấy tiếng đồng hồ hoặc là một cuốn sách dày để viết về cô. Nhưng mà chỉ gò bó trong 20 phút của cái show của con thì con xin lựa những cái chi tiết, những cái sự kiện mà nổi bật nhất để hỏi về cô. Thì không biết là ai là người thầy dạy nhạc cô đầu tiên? Đầu tiên thì lúc 9 tuổi đó. Yeah. Bố mẹ có cho học tại trường sơ là trường Saint Paul. Yeah. Hồi xưa con đường đó được gọi là đường Cường Để. Cứ sau buổi học đó thì chạy tít lên lầu cao đó để học piano với các sơ. Yeah. Đó là các sơ là những người đầu tiên dạy Thanh Lan những nốt nhạc đầu tiên. Yeah. Hồi thời đó thì
còn nhỏ xíu và không có biết là mình thích hay không thích, nhưng mà bố mẹ nói học thì mình cứ học, mà học mà không có nhớ tới nhạc gì hết trơn, chỉ nhớ rằng lúc đó trưa rồi nóng mệt quá, đói quá, lên tút trên gác cao mà sơ chỉ cho có một miếng bánh mì với một miếng nước lạnh thôi mà thích thú vô cùng. Rất là dễ thương. Dạ, và bài hát đầu tiên mà cô trình bày trên sân khấu Đại Nhạc Hội là bài hát nào, cô còn nhớ không? À, nếu mà nói hát đầu tiên đó, thì không phải là sân khấu Đại Nhạc Hội mà trên làn sóng của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Lúc đó là trong Ban Thiếu Nhi, Ban Thiếu Nhi Nguyễn Đức, mà trong đó có chị Hoàng Oanh. Thì lúc đó là Thanh Lan cùng thời với Phương Hoài Tâm đó. Thì bài hát đầu tiên là bài Vui Đời Nghệ Sĩ. Lúc đó mình chẳng có nghĩ là khi nào mình lớn mình sẽ thành nghệ sĩ đâu, mà không biết duyên cớ như thế nào lại chọn đúng cái bài có cái tựa đề như vậy. Và về sau nó lại trở thành sự thật là mình trở thành nghệ sĩ thật. Vâng. Và kể từ đó là cô đã bước vào con đường văn nghệ ngay từ những ngày còn rất là thì bé. Thì đó mới có 12 tuổi thôi mà đã hát trên đài phát thanh, mà cuối tháng lại còn đứng để mà xếp hàng lãnh lương cùng với các cô như là Thái Thanh, Hoài Trung, Hoài Bắc. Mà mình thì có chút xíu là đứng nghe người lớn nói chuyện, cảm thấy hãnh diện lắm. Nhưng mà sau đó thì tại vì việc học bận bịu quá nên là không có hát hò gì được hết trơn. Đợi tới mấy năm sau, khoảng 15-16 tuổi thì được vào trong ban của sinh viên học sinh. Lớn lớn chút xíu rồi, không làm thiếu nhi lúc nữa. Lúc mà học ở Marie Curie. Dạ, lúc học Marie Curie đó. Thì được vào ban của sinh viên học sinh thì lúc đó lại mê hát dân ca, nên có vào trường nhạc để học dân ca và học đàn tranh. Lúc đó rất là thích thú, tại vì có thể là ở nhà Thanh Lan có bà cô, tức là cô của bố đó, bà cô cho đọc tất cả những cái sách của Từ Lực Văn Đoàn và tất cả những cái gì về Việt Nam, văn hóa Việt Nam, rồi lại hát cho nghe những cái câu du của ngày xưa ở ngoài Bắc. Nên là tuy là học trường Tây nhưng mà tâm hồn lại rất là Việt Nam. Cái điều đó thể hiện nhất là cô bên cạnh hát được những bài nhạc Pháp thì cô cũng hát những bài dân ca cũng rất là tuyệt vời, rất là hay. Thì lần nào mà tổ chức show ở Lạc Cầm cũng có người yêu cầu hát dân ca đó. Cho nên kỳ này chắc thể nào cũng phải có một bài dân ca nào đó. Rất là tuyệt vời. Và con thấy cái sự nghiệp của cô rất là có duyên với nước Nhật Bản, phải không? Đúng. Xin cô chia sẻ thêm về những cái cơ duyên của cô với nước Nhật. Nói tóm lại là Thanh Lan được qua Nhật cũng mấy lần. Lần đầu tiên là năm 73, lúc đó qua dự Đại hội nhạc pop toàn cầu do hãng Yamaha tổ chức. Hãng Yamaha mà làm cái đàn Yamaha đó. Rồi thì kỳ đó là giải nhất là một cô bé người Nhật có 16 tuổi được giải nhất. Cô vừa hát, vừa sáng tác, vừa đàn. Đó là bài Anata được giải nhất. Là bài Mơ Ước Người Yêu Bên Tôi á, mà bắt đầu bằng căn nhà sinh. Nên sau đó là mình ai cũng gọi là bài Căn Nhà Sinh cho nó tiện. Còn Thanh Lan thì hát Tuổi Biết Buồn và cũng được vào chung kết để được trình diễn trong cái đêm cuối cùng tại một cái sân khấu tròn rất là to, hơn 100 nhạc sĩ mà được 10.000 khán giả. Nên là lúc đó mình còn nhỏ xíu, lần đầu tiên được ra ngoại quốc mà được hát chung với là bao nhiêu những người nổi tiếng. Có những ca sĩ nổi tiếng từ Hy Lạp như Demiroussos, hay là từ Pháp như Anne-Marie David. Thì mình được đứng cạnh những người đó, mình cảm thấy là cuộc đời của mình như vậy là quá sung sướng rồi. Và con cũng được biết là cái cuốn phim cuối cùng trước ngày Sài Gòn thất thủ, đó là cuốn phim Goodbye Sài Gòn mà người Nhật làm ở tại Việt Nam. Xin cô chia sẻ thêm về cái cuốn phim đó. Thì cuốn phim này là do một người đạo diễn Nhật viết chuyện cũng do ông. Thì ông qua vào cuối năm 74 để đi tìm tài tử, vì họ cần một nữ tài tử để đóng vai chính cùng với hai nam tài tử Nhật. Thì ông đã gặp Thanh Lan và ông đã nói rằng tôi sẽ trở lại để quay cuốn phim này và mời cô đóng vai chính. Thì mình nghe vậy thôi, chứ sau đó thì mình lại bận bịu đi hát là mình cũng không nhớ đến ông ta. Nhưng mà không ngờ tới đầu năm 75 ông qua thật. Và tới khi mà bắt đầu quay thì khoảng tháng 3, tháng 4 là quay tất cả những cảnh ở Sài Gòn, xong rồi đi quốc lộ 1 và quay những cảnh tại Huế, rồi những cảnh ở Long Hải. Thì cái phim đó có một cái cảnh cuối cùng nó rất là lạ lùng, là lúc đó thì trong phim là Thanh Lan đã bị chết rồi, bị người ta thủ tiêu rồi. Nhưng mà cái cảnh cuối cùng thì mình cũng tò mò, mình chạy ra mình xem là
cái cảnh cuối cùng của phim nó như thế nào. Thì cảnh đó là hai anh người Nhật bất bình với nhau, và một anh thì lấy súng bắn anh kia chết nằm tại trên bãi biển Long Hải. Thì từ xa xa có những con thuyền mấp mô chạy vào để đón anh, để đưa anh đi, mà anh lúc đó đã nằm chết tại bãi biển rồi. Thì cái kết thúc nó cũng hơi buồn, cũng xót xa cho những người Nhật đi. Cái câu chuyện là qua bên này chỉ vì vấn đề làm ăn thôi mà cũng bị bỏ mạng tại một đất nước xa lạ. Và nó cũng giống như là thân phận của người Việt Nam sau 75, cũng nằm lại trên biển. Dạ vâng. Và cái lúc mà quay cái phim đó xong thì tại sao cô không theo người Nhật qua bên Nhật tị nạn mà lại cô bị kẹt lại mà người Nhật lại về? À không, tại vì khi mà quay cuốn phim xong đó thì khoảng giữa tháng 4 là tòa đại sứ Nhật đã liên lạc với tất cả những người Nhật có mặt tại Việt Nam là các anh hãy đi về Nhật hết đi. Cho nên họ đi về hết. Và lúc đó thì chỉ có mới quay hình ảnh thôi. Và với lại cũng có thâu tiếng nữa. Tại vì mình phải thâu tiếng chính cái giọng nói của mình. Thì cũng coi như là cuốn phim đã hoàn tất rồi. Thì họ nghĩ là họ đem về Nhật rồi, khi nào mà chiếu ra mắt thì sẽ mời Thanh Lan qua. Nhưng mà thì rốt cuộc rồi cái ngày đó nó không bao giờ đến. Mà phải đến năm 2013 nó mới có. Wow, là coi như là gần 40 năm cô mới được xem lần đầu tiên cái phim của cô đóng. Nói chính xác là 38 năm sau thì họ đã gọi về Việt Nam để hỏi Thanh Lan đâu rồi. Và có nhiều người bên Việt Nam nói là hình như là qua đời rồi hay sao, nên họ buồn quá. Wow. Ai ngờ thì là họ lại gặp anh Đỗ Thông Minh là nhà báo Việt Nam ở tại Tokyo. Thì anh cho số của Thanh Lan ở Cali và họ đã qua tận Cali và đem cái DVD đó qua để cho Thanh Lan xem cuốn phim đó tại nhà. Và nhờ như vậy cô mới thấy được cái hình ảnh của cô. Vâng, lần đầu tiên đó. Và sau đó thì Thanh Lan được mời qua để dự Đại hội Điện ảnh Á Châu tại Fukuoka vào năm 2013. Và hình như cũng có được giải thưởng hay là có cái tiết mục rất đặc biệt tại đó phải không cô? Vâng, cuốn phim thì được giải của khán giả trao tặng tại Yokohama. Wow, rất là đặc biệt. Vâng, cảm ơn cô với những mẫu chuyện lý thú đó. Và sau một vài phút thương mại thì Thanh Lan và Thái Nhật sẽ trở lại với tất cả mọi người. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của chương trình là Jimmy Show và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Thanh Lan. Thưa cô, lúc nãy thì cô cháu mình có nói về cái cuộc đời nghệ thuật của cô từ những ngày bé rồi sau đó được đóng phim. Nhưng mà nhắc tới đóng phim thì chúng ta lúc nãy có nhắc về cuốn phim Goodbye Sài Gòn là cuốn phim cuối cùng trước ngày Sài Gòn mất. Thì cái cuốn phim nào là cuốn phim đầu tiên mà cô đóng tại Việt Nam trước 75? Cuốn phim đầu tiên cũng là cuốn phim đem đến cho Thanh Lan giải văn học nghệ thuật của Sài Gòn và được trao giải tại Dinh Độc Lập. Wow. Đó là cuốn phim Tiếng Hát Học Trò. Với Thanh Lan thì rất là có duyên với điện ảnh, thường thường là được mời những vai quan trọng. Nhưng mà quan trọng thì hơi bị mệt, tại vì hồi xưa mà quay một cuốn phim cũng phải 2-3 tháng mới xong. Bên cạnh là một người của công chúng thì cô đã nhận rất nhiều những cái lời khen tặng. Thì bên cạnh đó cũng có những lời đồn thất thiệt hoặc là có những cái lời không hay về mình. Thì khi mà cô gặp những cái chuyện đó thì cô thường giải quyết ra sao? Nói tóm lại là không có giải quyết gì được. Tại vì đã nói là đồn thì dĩ nhiên là đâu có thật đâu. Nếu mà nói là kể lại thì là đúng là thật. Còn đồn thì dĩ nhiên là chuyện không có. Thì mình nên để tâm để mà để dành thì giờ cho những người thương mình hơn là mất thì giờ với những người ghét mình. Dạ, vâng. Đó, cô chỉ nói một câu vậy thôi. Vì cô nghĩ rằng có những người trong cuộc sống họ tìm mãi cũng không có được một người thương mình. Trong khi mình đã có cả triệu người thương mình rồi. Thôi mình chấp chi một vài người ghét mình. Đúng không? Dạ, ai cũng có người thương người ghét. Dạ, con rất đồng ý. Và tới năm 90 mấy thì cô mới qua Hoa Kỳ định cư.
Thì cũng cũng nhờ điện ảnh đó. Lúc đó thì đạo diễn Lê Tuấn cũng là kịch sĩ, cũng là viết kịch bản và về Việt Nam mời Thanh Lan đóng vai bác sĩ trong cuốn phim Tình Người. Sau đó thì mời qua đây để mà ra mắt cuốn phim. Xong đó thì là có duyên thì ở lại Mỹ thôi. Chứ thật ra lúc đó thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ đi Pháp. Và con cũng có được xem cái cuốn phim Tình Người đó trên YouTube. Thì thực sự khi xem rất là xúc động, nhất là những cái giọt nước mắt của cô khóc trong cuốn phim đó. Thì có lộn với Bên Kia Màn Sương không? Bên Kia Màn Sương, hình như Bên Kia Màn Sương. Màn Sương là phim thứ nhất anh Lê Tuấn làm, và Tình Người là phim sau. Mà có thể trên YouTube có, nhưng mà có thể là không không nguyên phim, từng đoạn thôi đúng không? Phim hai phim thì con rất là thích cái vai của cô, và kể cả nghe cả cô khóc thì thấy những giọt nước mắt đó rất là thật. Nói tóm lại là cảnh nó cũng hơi khó, phải ngồi nhập tâm rất là lâu để nói một cái đoạn độc thoại nó hơi dài á. Nhưng mà nó cũng có một cái gì nó giống như cái tâm trạng của mình lúc đó, cho nên nó cũng dễ xúc động. Tại vì thì lâu lâu gặp khán giả thì cũng tâm sự chút xíu. Hồi thời đó thì người bạn trai của Thanh Lan hồi thời đó thì cũng là một sinh viên đang du học tại Âu Châu, nên là khi mà không gặp nhau nữa thì tự nhiên nó đứt ngang một cách bất ngờ như vậy, thì dĩ nhiên là cũng nhiều nỗi buồn. Rồi thì sau bao nhiêu năm thì cũng liên lạc được với nhau, thì cũng gửi quà về cho Thanh Lan, thì cũng giống như mọi người ở Việt Nam ngày xưa nhận được gói quà thì mình xúc động. Nhưng mà nó có một cái câu trong cái đoạn độc thoại đó là không biết là em không biết là có phải là vì anh thương em không, hay là anh tội nghiệp em. Nên nó bây giờ nhắc tới cái đó mà còn muốn xúc động nữa. Rất là xúc động. Cảm ơn cô chia sẻ về cái câu đó. Và chúng ta trở lại với chuyện hiện tại. Thì con biết là cô trong những tháng ngày qua, cô đã sinh hoạt rất nhiều về ca nhạc. Mặc dù là bao nhiêu năm tháng, cô vẫn là một trong những danh ca. Thì được biết rằng trong vào cuối tháng 10 này tại Lạc Cầm, thì cô sẽ có một đêm nhạc mang chủ đề cũng rất là hay, rất là lạ, là Yêu Tinh Tình Nữ. Xin cô chia sẻ thêm. Dạ vâng, thưa quý vị, thật ra thì Thanh Lan chọn cái bài hát này để hát đó, là tại vì nó nhằm ngay mùa Halloween. Nếu mà mình, mà nó cũng chớm thu, nhưng mà chủ đề thu thì nhiều người đã chọn rồi. Nên mình nghĩ thôi thì mình làm một cái gì để cho khán giả giật mình, cho nó lạ, cho nó khác bình thường. Nên đã nghĩ mãi mới nghĩ ra trong các bài hát của Việt Nam ngày xưa, có bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy là Yêu Tinh Tình Nữ, là nghe gay cấn nhất, nghe có vẻ Halloween nhất. Thì khán giả sẽ cảm thấy là chưa bước vào đây mà đã cảm thấy có một cái gì sôi nổi trong này rồi. Nên là Thanh Lan đã chọn Yêu Tinh Tình Nữ. Và dĩ nhiên là cũng sẽ hát bài này. Bài này thì Thanh Lan cũng thích từ lâu rồi. Ngày xưa có làm DVD Trong Nắng Trong Gió thì cũng có Yêu Tinh Tình Nữ trong đó. Nếu mà chưa xem thì hôm nào cô gửi cho xem. Nên kỳ này hát lại bài này cũng là một cái sự thích thú. Tuy nhiên cái mục đích chính không phải là Halloween, mà là ra mắt CD Khi Xưa Ta Bé. Đây là cái CD con đang cầm Jimmy trên tay. Đang có cái DVD, trên tay cái CD trên tay. Để có gì email qua nhìn cho nó rõ. Dạ đúng vậy. Jimmy sẽ cung cấp cái hình gốc cho nó đẹp hơn. Tại vì cái này đã ký tên cho tặng cho người ta xong rồi lại dơ lên. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái đêm nhạc đó là cô, bên cạnh cô thì còn có ai sẽ xuất hiện cùng với cô? Hôm đó thì có hai người mà Thanh Lan rất mến, rất quý. Một người là Nguyễn Cao Nam Chân, là một giọng hát tuy mới nhưng mà cái gu cái cách chọn bài hát của cô lại có một cái gì rất là xa xưa, rất là gợi nhớ nhung những cái thời mà nhạc Việt Nam nó trong sáng, nó êm nhẹ, đó là mà lại ra, lên sân khấu khuôn mặt rất là sáng, rất là phải nói là trong sáng ngây thơ. Nên hiện tại thì nếu mà quý vị để ý, Thanh Lan thì hay để ý
những nữ ca sĩ như vậy bây giờ cũng hiếm. Tại vì theo cái trào lưu mới theo theo Mỹ thì thích cái gì mà hấp dẫn, kêu gọi hơn. Còn tự nhiên có một cô gái mà ngây thơ, trong sáng xuất hiện trước mặt mình thì tự nhiên mình đâm ra chú ý. Tại vì bây giờ hơi ít, đúng không? Dạ, còn người thứ hai là Ngô Quang Minh. Ngô Quang Minh hiện tại là thầy dạy piano, có khoảng 50-60 học trò dạy tại nhà. Tại vì bây giờ nhiều người biết, có giờ không cần mở trường nữa, cứ tại nhà là có nhiều người tới dạy, tới học với Ngô Quang Minh. Nhưng mà nói tóm lại là Ngô Quang Minh là trước tiên là có cái mộng làm ca sĩ. Đó, giọng hát rất là hay từ bên Pháp qua, nên là sẽ hát chung với Thanh Lan một vài bài nhạc Pháp. Thanh Lan rất là mến Ngô Quang Minh và Nguyễn Cao Nam Chân. Và chính khán giả khi mà thấy Thanh Lan tổ chức tại Lạc Cầm đó, thì lần nào cũng có hai người này ấy, thì khán giả liền nhắc liền là có hai người này hay không. Dĩ nhiên là lần này có. Ngoài ra thì có một vị khách bí mật giờ chót sẽ xuất hiện. Đã nói là bí mật thì mình đâu được nói ra. Dạ, đúng không? Và đêm nhạc đó là vào ngày mấy? Dạ, 28 tháng 10, tức là thứ bảy cuối cùng của tháng 10. Halloween là 31, đúng không? Dạ, đúng vậy. Thì là thứ bảy trước đó. Nói như vậy thì không có ai được quên đâu. Và quý vị nào đang xem show này có thể liên lạc ngay với Hội quán Lạc Cầm hoặc với cô ca sĩ Thanh Lan. Dạ vâng, thưa quý vị có thể gọi cho Bolsa Tickets hoặc là Hội quán Lạc Cầm. Còn nếu quý vị muốn hỏi thăm Thanh Lan, nói chuyện với Thanh Lan chút xíu, quý vị cũng có thể gọi tới số của Thanh Lan. Thanh Lan không ngại đâu. Đó là 714-606-7683 để hỏi thăm nhau, cùng nhau nói về những kỷ niệm ngày xưa. Và nhất là trong cái đêm đó, qua những bài nhạc ngày xưa, mình sẽ nhớ lại biết bao nhiêu là kỷ niệm trong cuộc đời của mình. Dạ vâng. Thì lúc đầu đó thì con có hỏi cô về cái tấm hình mà cô chụp với mẹ. Thì với cô bây giờ nhìn lại thì cô có kỷ niệm nào khó quên nhất đối với mẹ của cô? Kỷ niệm khó quên thì thật ra thì nghe mẹ kể thôi, chứ còn mình lúc đó mình nhỏ quá, mình không có nhớ. Nhưng mà mẹ kể rằng khi mà từ miền Trung mà đi ra Hà Nội là phải đi bộ. Thì mẹ gánh cái đòn gánh, một bên thì là quần áo, còn một bên thì là mình ngồi trong cái rổ đó. Thanh Lan thấy cái cảnh đó thấy tội nghiệp quá. Lúc mẹ kể thì mình không có thể nào tưởng tượng ra hết trơn. Nhưng mà sau này thì có nhiều cuốn phim đó cũng nói về những cảnh mà ly loạn như vậy đó, thì cũng thấy cảnh những bà mẹ gánh con như vậy. Mình mới chợt thấy rằng không phải chỉ có mẹ mình gánh mình mà thôi, mà biết bao nhiêu là những người đàn bà Á Đông khác cũng đã từng chạy loạn và cũng gánh con trong cái gánh như vậy. Thì nó có một cái nỗi niềm gì thương cảm đến tất cả các bà mẹ đó. Con hỏi cô đó là bởi vì con thì rất là ái mộ cô hát cái bài Mẹ Hiền Yêu Dấu. Nghe mỗi lần nghe thì thực sự mẹ thì vẫn còn ở với con, nhưng mà mỗi lần nghe thì cứ mắt cứ rơi. Bài đó là lời Việt cô viết đó. Wow, vậy hả cô? Cô viết năm nào? Viết giờ không nhớ năm nào, chắc năm 70 mấy, chẳng biết năm nào. Lúc đó thì trước khi thâu băng thì có, vì bài đó không có lời Việt nên nên Thanh Lan đề nghị thôi để Thanh Lan viết. Xong viết xong thì có mời mẹ qua phòng, mẹ qua đây để con hát cho mẹ nghe bài này con mới viết. Thì mẹ là người đầu tiên nghe bài đó. Dễ thương. Mẹ xúc động lắm. Hôm nay rất cảm ơn cô thật nhiều để chia sẻ về những kỷ niệm với mẹ của cô và cũng như là trong cái cuộc đời ca hát của cô. Và đặc biệt hơn nữa là sắp tới đây cuối tháng 10 thì cô sẽ có đêm nhạc tại Lạc Cầm. Và thời lượng chương trình của chúng ta đã hết, xin mời cô có vài lời. Thì giống như hồi nãy Jimmy nói đó, nói về cả cuộc đời làm sao mà nói trong 20 phút được. Tuy nhiên thì đêm 28 tháng 10 CD Khi Xưa Ta Bé Bang Bang coi như là một món quà tinh thần. Thanh Lan đã bỏ bao nhiêu tim óc trong đó, có những bài cũ, có những bài mới. Thì
cũng có lời Việt Thanh Lan viết nữa. Hy vọng rằng những CD này sẽ đến tay quý vị để chúng ta có một kỷ niệm không quên trong cuộc đời. Xin cảm ơn cô thật nhiều. Và xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình The Jimmy Show tuần sau.